trắng nhất trên đời của em ơi. Trời ơi, gớm nhỉ. Chắc là lại muốn xin cái gì nên mới định hot như vậy đúng không? Đâu có gì đâu ạ. Là em thấy anh vừa đẹp trai vừa tốt tính nên em khen thôi. Yeah. Có cô em gái đáng đồng tiền bắt gạo thật đấy nhé. Đáng đồng tiền đúng không anh? Ừ. Thế cho em xin tiền em đi mua vợ. Em hết vợ rồi. Đấy, biết ngay mà. Cứ mỗi cái lần khen là y như rằng là xin tiền. Đúng. Này nhá, một quyển vở cũng cho, như 10 quyển vở cũng cho luôn. Anh đầy tiền. Nhưng mà em phải trả lời được câu hỏi này của anh đã. Anh với anh Tôm, ai đẹp trai hơn? Ai thông minh hơn? Quá dễ, đúng không? Tất nhiên là... anh Hoàng rồi. Chính xác luôn. Thế mà mọi người cứ bảo là anh ngốc nghếch hơn thằng Tôm. Chứ không có chứ. Đây, cho tiền đi mua 10 quyển vở. Đây. Đúng là anh ngốc thật mà, thật là dễ lừa. Hi hi. A few moments later. Anh Hoàng, anh thấy nó ở đâu không? Nó vừa xin tiền ta đi mua vở rồi. Sao lại mua vở? Hôm trước em đi mua vở cho con bé rồi cơ mà. Sao hôm nay lại xin tiền đi mua vở? Con bé nói dối à? Con bé cần gì tiền đâu mà lại phải nói dối thế nhở? Anh có thấy điều gì bất thường không? Bất thường cái gì? Quá là bình thường luôn. Nãy ấy, nó còn khen tao là thông minh đẹp trai hơn mày ấy. Anh thì đẹp trai thông minh, siêu cấp vô địch thiên hạ rồi. Nên mới bị cái đứa 8 tuổi nó lừa dễ dàng như thế đấy. Thôi, anh ngồi đấy mà tự sướng tiếp đi. Em đi tìm con bé đây. Này! Anh Tôm à? Anh Tôm đi đâu rồi ạ? Anh Tôm ngồi ăn thịt xiên cùng em đi. Ngon lắm đấy. Sao em lại ngồi đây ăn xiên thế này? Anh tưởng là em xin tiền anh Hoàng đi mua vở cơ mà. Vở của em ở quán gà thế này à? Em chỉ ăn một ít xiên thôi. Mà anh thử kiếm chuyện này cho anh Hoàng nhé. Anh mà không nói thì chẳng ai biết được đâu. Việc nói dối với cả lén đi ăn đồ ăn vặt như này ấy, là không chấp nhận được rồi. Mà em ăn thế này xong thì bụng để đâu ra mà ăn cơm nữa. Trời ơi, em gái ăn có mấy miếng gà thôi mà anh trai mang em ghê thế. Này, gà nhà anh ngon lắm, ăn rồi nhá vẫn còn bụng ăn cơm như thường, yên tâm. Đúng rồi đấy anh, thịt ở đây ngon lắm mà còn rẻ nữa, có 5.000 một xiên thôi. Cái gì? Chỉ có 5.000 một xiên thôi á? À mà anh ơi, hình như là anh mới bán ở đây đúng không? À ừ, đúng rồi. Trước ấy là anh bán ở cổng trường cho đông khách. Nhưng mà bây giờ có thương hiệu rồi, anh chuyển về bán trước cửa nhà cho tiện. Này, anh em nhớ ủng hộ anh nhá. Hàng nhà anh ấy ngon lắm, không như mấy hàng xịn bẩn ngoài cổng trường đâu. Đây, dầu cũng là dầu can luôn nhá. Mà em có ăn luôn không? Anh chiên cho nó nóng. Này, không tập trung mà bán hàng đi. Có mấy đơn ship kìa. Cần cái gì thì em cứ gọi anh lên lấy. Đang bầu bí thế này đi lại nhiều nguy hiểm lắm. Thì em đi lại cho dễ đẻ. Với cả ấy, em mang thịt xuống cho anh mà. Thế có xiên nào chín chưa? Cho em một xiên, em đói không, quá. Không, không được, không được. Mấy cái chỗ này ấy là có khách đặt hết rồi. Em cứ lên nhà đi. Thì anh chiên xong chỗ mới này này, anh mang lên cho nhá. Thế em lên nhá. Sao hai anh em nhà này cứ chạy ra chạy vào thế nhỉ? Sao hai anh em cứ tranh nhau cái nhà vệ sinh thế? Thì ai mà biết được, tự dưng nó đau bụng quằn quại lên đấy chứ. Thì hai anh em ăn gì em cũng ăn đấy, nhưng em cũng biết làm sao đâu. Mà sao hai người đau bụng? Nếu mà là Na ấy, thì em còn biết được.
Bởi vì là Na ăn xiên gà ở quán gần nhà. Anh cũng bị thì... Xiên gà? Tao cũng ăn ở đấy. Cái gì? Anh ăn bao giờ? Thì... Hôm nay mua gì về nấu cơm được ta? Mình sẽ phải nấu cơm đỉnh của chóp để lên mặt cái thằng Tôm, để hãnh diện với cái bé Na. Cái mùi này. Ôi, em dài, mua xiên gà đi. Ngon lắm. Sao cái mùi nó thơm thế nhở? Ăn một xiên thôi. Nhưng mà không được, mình phải đi chợ nấu cơm, không thì muộn mất. Nhưng mà ăn một xiên thì mất thời gian mấy đâu. Nhưng mà mình đã bảo với Na là không được ăn đồ ăn vặt rồi, mà mình lại ăn thế này thì... nhưng mà đây là thịt gà mà. Thịt gà thì đâu phải là đồ ăn vặt nhở. Nhưng mà tiền đi chợ thì chỉ có mỗi ngần này. Mình mà ăn hụt vào thì... nhưng mà có 5.000 một xiên, chắc là cũng không hào lắm đâu. Cho 10 xiên. Ok luôn, có tiền là có liền, để anh tí nhá. Thế thì đích thị xiên gà ở đây có vấn đề rồi. Na ơi! Na! Sao cái thịt gà này càng ngày càng đắt thế nhở? Kiểu này ấy, là mình phải tăng giá thôi. Ôi trời ơi, cái mùi này kinh thế nhở? Mà thôi, mình có ăn đâu mà sợ. Trộn lên ấy, chắc chả ai biết đâu. Anh đang làm cái gì đấy? Kìa, vợ. Sao vợ không ở nhà nghỉ ngơi đi? Vợ ra đây làm gì? Em không ra đây, làm sao mà biết anh làm gì với cái đống đồ như thế này? Tại sao anh lại trộn thịt của hai khay này với nhau làm một hả? Đây là thịt gì? Ủa? Sao lại có mùi này? Đây không phải là thịt của em. Đây là... Như em đã nói với chị, anh Hoàng và bé Na ăn xiên gà nhà chị xong thì bị đau bụng. Chúng em nghi ngờ chất lượng của những xiên gà này nên em mới nhờ chị cho xem bếp đây ạ. Nhưng mà nhà chị toàn làm bằng thịt gà chất lượng mà, sao có chuyện đấy được? Vì anh ta đã trộn lẫn hàng kém chất lượng vào trong gà của chị đấy. Em đã phát hiện ra điều này và cùng nhau theo dõi một thời gian rồi. Hôm đó em có quan sát được phần thịt chị mang ra và phần thịt Na ăn không giống nhau. Anh Cường cũng nói dối về việc có người đặt hết thịt để ngăn chị ăn thịt đó, trong khi chỉ trước đó một phút anh ấy còn mời em mua thêm. Đây rõ ràng là biểu hiện rất lạ. Khi Na và anh Hoàng cùng bị đau bụng, tôi đã có thể chắc chắn lý do chính là vì ăn gà xiên của quán anh chị. Chính vì vậy, tôi và anh Hoàng đã chia nhau ra để theo dõi vợ chồng anh chị nhằm tìm ra sự thật. Anh có thấy chị vợ khả nghi không? Không, bà ấy mua thịt gà tươi lắm, không có ôi thiêu tí nào luôn ý. Thế thì em biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Chính là người chồng. Anh ta lấy loại thịt xiên sẵn rất khả nghi. Thế giờ làm nào? Em nghĩ là chị vợ vẫn chưa biết anh ấy làm điều này đâu. Mình cứ nói chuyện với chị ấy đã, xem thế nào. Được. Anh Cường, tại sao anh lại làm như thế? Anh... Kìa vợ, vợ ơi, vợ. Vợ đừng nóng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh xin lỗi. Vì anh muốn kiếm thêm tiền để cho mẹ con em sinh đẻ cho thoải mái, nên anh mới trộn lẫn thịt kém chất lượng vào. Anh sợ bị chị ấy phát hiện nên là không dám dùng hoàn toàn bằng thịt kia, mà anh đã trộn lẫn chúng vào. Và anh cũng không dám tăng giá. Vậy số thịt kia là như thế nào? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà đầu vào nhập rẻ lắm. Bình thường thịt gà vợ anh làm thì bán ra chẳng được lãi lời bao nhiêu cả.
Nhưng mà chỗ thịt gà này anh nhập vào chỉ 2.000 một xiên thôi. Ai cho anh làm như thế hả? Anh tiết kiệm tiền để cho vợ sinh, nhưng mà anh không nghĩ đến việc ảnh hưởng sức khỏe của mọi người à? Anh không định tích đức cho con cái à? Vợ ơi, mới nói đến đây thôi á, đau tức cả cái bụng, bỏ ra. Vợ ơi, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Anh hứa với em và anh hứa với con, từ bây giờ anh sẽ không làm như thế nữa. Nếu mà không có cậu bé này thì không biết anh làm chuyện này đến bao giờ nữa. Người ta ăn vào ảnh hưởng sức khỏe, anh lấy gì mà đền hả? Rồi anh định bán hàng tiếp hay là dẹp tiệm luôn đi? Anh... Em nghĩ anh nên dừng ngay lại việc làm này đi. Và anh cũng hãy tố cáo cơ sở sản xuất cung cấp đồ bẩn kia, để không phải ai ăn phải đồ kém chất lượng nữa. Đó là cách tốt nhất rồi. Anh mau đi đi còn gì nữa. Đấy, anh biết rồi. Chị thay mặt anh Cường xin lỗi và cảm ơn hai em nhé. Nếu mà không có hai em ý, thì không biết là hậu quả sẽ thế nào rồi. Chị cũng đừng giận anh ấy nhá. Em nghĩ là anh ấy cũng biết hối lỗi rồi. Bây giờ chỉ cần triệt phá cơ sở sản xuất kia là được chị ạ. Chị cứ yên tâm ở nhà đi ạ. Bọn em sẽ đi cùng anh Cường. Bọn em sẽ đưa tất cả những người buôn bán thực phẩm bẩn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác lên phường để giải quyết. Ai già, ra dáng ông anh đấy. Chuyện, đi.